Tù, hôm nay tôi lên Facebook tôi check. Các bạn check cái bài này bạn. Mẹ mày có ông viết rap về mình ạ. Holy fuck, đây rồi. Tôi chờ thời điểm mày lâu lắm rồi. Mẹ, hôm nay tôi lên group Facebook thì tôi thấy cái bài này trên group nhóm của tôi. Đúng ra tự đề xuất các bạn. Trời ơi. Mẹ có người viết rap về mình luôn ạ. Lúc đầu tôi tưởng là tôi bị dissing gì đấy, nhưng may quá không phải, đây là rap nọ kia. Mọi anh em mình ngồi nghe trên livestream hợp lý này, có bản quyền không nhỉ? Nhưng không đúng không? Không đúng không? Ừ, mang tiếng là rap về mình mà không, mình nghe rap về mình bị đánh bản quyền thì đúng là mẹ nghe tệ hại quá. Đúng. Không nên. Thôi mẹ nha, thôi liều nha, thôi nha. Cuộc sống này liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn cứt. Zolo này. Bị bắt tay. 8 điểm. Họ gọi anh là nhà thờ, fan gọi anh là già dơ. Có nhiều đêm anh chẳng chọc, tính trước mọi thứ. Okay. Nhầm nha. Từ từ mẹ sao mà nghe của già dơ nghe đau khổ đấy nhỉ. Bình tĩnh, hâu đập. Sao gọi tao già dơ rồi nhỉ? Họ gọi anh là nhà thờ, fan gọi anh là già dơ. Có nhiều đêm anh chẳng chọc vì tình yêu cho bộ môn văn học. À, dù anh tôi hay chữ thề nhưng mở mồm vẫn gọi là rất sang. Lịch thiệp cứ phải gọi là 10 điểm. Xin giới thiệu đây là tung đất cảng. Mỗi lần xử lý là viewer mãn nhãn. Không gì có thể làm khó được anh cả. Nếu như mà anh tôi có lỡ chơi ngu thì đó chỉ đơn giản là do anh già. Gặp gió là chém như một gangster. Tính trước mọi thứ như một bàn cờ. Xuất khẩu thành thơ là hãy đẹp. Chứ anh của tôi chắc chắn không hề văn vở. Đỉnh cao vượt qua mọi rào cản. Chỉ cần anh cố thì mọi chuyện không khó. Đẹp trai tài năng có tư duy chiến thuật là những gì mà anh Tuân tôi không có. Okay. Yêu vợ thương con tình thương bà mẹ luôn. Có view ở 2 tuần 1 clip thì cũng đâu có chết ai. Người đời họ còn gọi anh là Tuân Deadline. Và đây là Tuna. Chỉ hơn 1 năm là đã đạt được nút vàng. Series hôn nhân làm cho mọi người phát mê. Danh sách của anh thì mọi người đều không ế. Các ông không biết gì thì đừng có chống chế. Động tác anh tôi thì sẽ không có kết cục. Nói ra một câu này là quá đủ thuyết phục. Đó là anh Tuân của tôi không tệ. Mặc dù câu cuối đó không vâng lắm nhưng mà bài này hay đấy. Có điều là mẹ có phần là có phần có thứ không hay ho đây là gì đây? Từ đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Từ. Đúng. Đây. Xuất khẩu thành thơ là hãy đẹp. Chứ anh của tôi chắc chắn không hề văn vở. Đây. Dừng nhá. Đây à. Nghe kỹ này. Nghe kỹ nha. Và một rào cản, chỉ cần anh cố thì mọi chuyện không khó. Đẹp trai tài năng có tư duy chiến thuật là những gì mà anh Tuân tôi không có. Mẹ nói gì bây giờ nhỉ? À, nhá. Em nhá. Anh xin mời em vào lại danh sách phát của kênh anh nhá. Em vào phần tôi livestream. Em kéo xuống gì nhỉ? Em kéo xuống đâu nhỉ? Em kéo xuống em tìm phá đảo Sekiro em nhá. Ờ, em nên tìm xem kỹ ấy, tập cuối nhá. Em hãy chứng kiến cảnh anh giết con boss không mất máu nào em hiểu không? Rồi sau đấy em quay đây nói chuyện cho anh tiếp nha, nghe chưa? Mẹ em không phải rap một cái bài hát nó phản cảm này, đúng là bài anh cho điểm 10 đấy. Nhưng mà vì câu là anh cho xuống điểm 8 nhá. Chết, mẹ nói những thứ này không được chấp nhận được, thề. Quá thất vọng về viewer. Quá buồn.